Vâng, em Chí ngon mến chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc. Thì em mới về được có ba con thầy sấy trong sáng ngày hôm nay, và sánh tiện thì về được hai con còn nguyên dây dinh luôn, hàng sưu tầm nha bác. Đây là những con hàng đấu mạng thầy sấy về, ba hai con bolova thầy sấy. Đây là những con đồng hồ gọi là hàng sưu tầm nha bác, hàng nòi thầy sấy, được các bác yêu mến những đồng hồ cổ và đồng hồ hàng nòi của những hãng danh tiếng đến từ thụy sĩ như Bolova, vân vân, Tissot, Omega, Rado. Đây là con Hamilton này, các Hamilton nha, vàng, bọc vàng là 10k, toàn thân cả dây luôn nha các bác, 10k, size là 36. Ở đây con Tissot em đã giới thiệu bữa hôm qua, sẵn tiện giới thiệu để đưa ra được ba con dây zinc này. Đây là con Tissot nha các bác, Tissot 25 chân kính. Con này thì quá mới nha, cũng là hàng sưu tầm luôn, dây zinc theo máy, khó tìm con thứ hai nha các bác tại Việt Nam nha. Niềng bọc vàng 14k các bác, niềng vàng 14k nha, các bác thấy niềng xung quanh và độ mới hai lệch nha. Con này hai lệch size là 36 năm, em này là 12.500.000 nha các bác, 12.500.000 nha. Tất cả mé mà em giới thiệu các bác là mé em đấu mạng về, tất cả em bao zin vào đồng hoàn hảo hết. Và đây là những dòng cơ automatic đến từ thụy sĩ nên là nó hoạt động của nó là chạy cực kỳ chính xác và mượt mà, và chạy gọi là thiên thu theo thời gian luôn, tại vì cơ nó không có dùng pin nha các bác, chỉ cần đeo lên tay là có rung lắc nhị là nó sẽ lên cốt và nó tự động chạy thôi. Đây các bác cùng xem con Tissot này, hiện tại em chỉ có một con Tissot tại shop, là con này là nguyên dây zin và là hàng sưu tầm luôn nha, 12.500.000. Các bác nhìn chất dây con này, con này chắc là hàng gọi là trưng bày không dùng, nhìn cái dây là các bác biết thôi nó chắc cỡ nào rồi. Nấm các bác nụ này, con này 12.500.000 nha. Là Tissot tiếp theo em sẽ giới thiệu con Hamilton mới về, cũng là dây zinc luôn, bọc vàng 10k, toàn thân cả dây nó cả máy là 10k hết các bác. Đấy, Hamilton của thụy sĩ, cũng là size 36 Hamilton. Bác là yêu mến hãng Hamilton nổi tiếng của thụy sĩ thì liên hệ cho em. Đây là cái logo và phần chỉnh của Hamilton, nói chung là máy là tất cả zinc hết các bác. Con này là dây zinc luôn nha, theo máy luôn này. Hamilton. Con này 10.500.000 nha bác, 10.500.000 nha. Những con đồng hồ thụy sĩ mà dây zinc giờ đấu cực kỳ hiếm nha bác, không có mà đấu luôn. Rất là hiếm. Con Hamilton size 36, bọc vàng 10k toàn thân nha. Để em mà mở ra để các bác cùng xem. Đây là phía dưới phần gài của dây, không lấy nét được các bác. Dây bọc vàng là 10k luôn nha. Phía dưới của máy rất là mới luôn các bác, tại vì còn dây zinc là những cái sản phẩm rất là mới nha. Con này 1966 nha bác, 1966 này đây. Đây các bác sẽ thấy được phía dưới 25 chân kính 1966. Các bác nhìn cái đáy dưới nó mới cỡ này thì tại vì nó có còn luôn cái dây zinc là độ mới nó rất là cao. Con Hamilton này em giao các bác là 10.500.000 nha. Cũng khó tìm con thứ hai, tại vì những dòng đồng hồ cổ thụy sĩ thì nó lai đai lết đất không có nhiều đâu các bác. Đấy, tại vì người sưu tầm cả thế giới sưu tầm chứ không phải là riêng mình Việt Nam mình đâu. Tại vì đeo những con thụy sĩ cổ thì cực kỳ đẳng cấp rồi, nó không có hàng nhái như những dòng đời mới bây giờ, đeo nó là xịn luôn à. Đấy. Mà lại con Tissot hồi nãy các bác cũng chưa xem phía dưới, phong phía dưới cái như con đe lộ này, ai con này đe lộ nha các bác. Đây là dưới con Tissot, các bác có thể thấy được bộ máy của nó, con này máy lộ nha. Hai Tissot hàng sưu tầm luôn nha các bác. Đấy. Tiếp tục tới con hai con
Bulova, một con là dây da, một con là dây zin. À, con dây zin này rất là độc nha, rất là độc luôn. Size 34 năm, 30 thấu chân kính nhé. Vàng 14k toàn thân. Dây dây này không phải là chốt nha các bác, có nghĩa là nó có kiểu như là dây thun vậy á, mà nó là dây thép. Con này rất đẹp luôn, cũng là hàng sưu tầm luôn nha các bác. Con này các bác và về đeo hay cả mua cho vợ đeo cũng rất là đẹp luôn. Dòng Bulova thì đẳng cấp rồi, đây là Bulova thụy sĩ nha các bác, size 34 năm, dây zin luôn. Đây em mời các bác cùng ngắm, nó là mạch trụ tung hoành mạch trắng tia nha. Đấy, phê các bác. Đây là phi dây đáy của nó, cực kỳ mới luôn. Đây là dây của nó là vậy, chạy đó vậy nè các bác. Đấy, nó không có chốt, nên là tay nào đeo cũng được nha. Đấy, rất là độc, rất là tuyệt vời luôn. Trên tất cả các mắt dây đều có in logo, khắc chìm luôn, khắc logo luôn các bác. Đấy, các bác không thấy chưa? Đấy, có thấy không? Đấy, trên tất cả các mắt đều có khắc logo chìm nha. Con này các bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Con này giá là 12 triệu nha, 12 triệu. Vàng 14k bọc toàn thân, cả dây. Vàng xịn, trên những con đồng hồ xịn như thế này là gọi là nó thiên thu trên thời gian, chứ không phải như những con đồng hồ mà trôi nổi các bác xài vài tháng là bốc hơi luôn. Đấy, vàng xịn nó đẳng cấp ở đó, càng đeo càng bóng. Đấy, trải qua mấy chục năm nó vẫn vàng ươm, nó là vàng xịn nha các bác. Con này giá 12 triệu nha, Bulova dây zin bọc vàng 14k. Và các bác nào mình nhị hơn thì mình lấy con dây da thay thế này. Con này cũng 30 chân kính, cũng size 34 năm. Cũng bọc vàng. Con này em giao các bác là 9 triệu nha, 9 triệu. Size 34 năm, mạch vàng lòng xoáy nha các bác, lòng xoáy. Hàng bên này hàng tuyển đẹp hết nha, tuyển chọn hết. Con này 9 triệu nha các bác. Mạch vàng lòng xoáy, niềng bọc vàng, bốn tay cũng bọc vàng luôn nha. Dòng cơ automatic, không xài pin. Đây em đã lấy ra để các bác cùng ngắm, vẻ đẹp của nó gọi là quá xuất sắc luôn. Đây em vừa có điện thoại một tí. Đây, đây là phía sau con Bulova thụy sĩ. Con này ra 1965 nha, 1965. Các bác thấy đẹp chưa? Tất cả niềng bọc vàng các bác, 14k một con. Em đang đeo con bắt quái cũng size là 34-35 này, 34 năm này các bác, cực kỳ đẹp luôn nha. Con này đem ra đường ai cũng khoái các bác, rất tiền nha. Đã chơi đồng hồ thụy sĩ rồi thì cứ đeo lên tay là gặp anh em mà chơi biết đồng hồ là người ta biết ngay. Tại vì đồng hồ thụy sĩ nó có một cái thiết kế đặc trưng các bác, kiểu tròn 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 và nó mỏng và nó đẹp lắm, đeo rất là tinh tế chứ không như đồ mới bây giờ và cũng như đồ trôi nổi đâu. Nhiều bác hỏi mấy con to to là mấy con cũng là Bulova nhưng mà maker Nhật nha bác, mấy đời mới mấy Nhật nha. Bulova size 42 này, maker nha, cơ automatic size 42. Con này em giao 9,5 triệu này, có ba con Bulova Nhật này, một con Senko Nhật này. Senko Nhật con này giá là 7 triệu này. Em còn là mấy con size lớn là size mấy con Nhật ạ. Đây các bác, Bulova bác cần xa lớn thì lấy con Bulova này, Bulova Nhật này. Nhưng con này là nội đồng của đá rồi nha, đẹp gọi là gần như mới luôn. Nhưng con này em đấu Nhật về các bác, Việt Nam mình chưa chắc gì đã có cái mẫu này rồi nha.
Em giao là 9 triệu rưỡi nha các bác, 9 triệu rưỡi. Các bác thấy này, như một nội đồng của đá. Con này bảng mạch xanh này, em về được ba bảng bảng mạch trắng nữa này, 9 triệu rưỡi một con nha. Như mới nha các bác. Bác nào là tay lớn thích xài một đồng hồ đẳng cấp và gọi là nồi đồng cua đá thì chọn con Bolova này nha, 9 triệu 500. Một con vàng vàng nhưng mà mạch đen nha, bằng mạch đen. Đây, các bác cần hàng xịn thì cứ liên hệ cho em, chơi những con hàng xịn như này và đẳng cấp. Và các bác cầm một cái con đồng hồ á, các bác nhìn phát là đã lắm, đồ hoàn thiện của đồ xịn này, cái nước vàng của nó, bọc vàng của nó thì thôi các bác xài thiên thu chứ không những cái đồ trôi nổi đâu nha. Đây các bác nhìn ra này, từ cái chi tiết bọc của nó này, từ bên trong luôn này, đây là đồ xịn này các bác. Đấy, em ship Nhật về được 3 con đó. Mẫu này Việt Nam, Bolova Việt Nam mình chưa chắc gì có đâu nha, chỉ có mình mua nước ngoài về thôi. Đấy thì em giới thiệu 4 mẫu đồng hồ thì sợi, 3 mẫu mới về và con này về bữa rồi. Em giới thiệu rồi nên sang tiền giới thiệu luôn, tại vì nó là dây zin để kết hợp với 3 mẫu dây zin luôn. Đây là con Bolova nha, Bolova con này em để có 9 triệu nha. Đấy, 1965. Ở đây cũng vậy, con này thì dây zin bọc vàng toàn hết, tất cả dây zin. Con này được cực kỳ độc rồi, có đẹp ngất ngay. Con này 12 triệu nha. Còn đây là con Hamilton 10 triệu 500, cũng là dây zin. Còn đây là con Tixot, con này hiện 12 triệu 500, con này bữa hôm qua rồi. Toàn hàng đẹp để phục vụ các bác thôi nha.